Mời thí sinh số báo danh 11 Lê Thúy Anh sẽ dự thi phần dự thi một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thái, ca khúc được mang tên Bông Bần Kỷ Niệm, và thí sinh số báo danh 12 Châu Xuân Dĩ chuẩn bị. Rồi từ đây không còn hai bờ thương.